Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 61. Nếu không có con người, loài vật này sẽ thống trị trái đất. Đây là kiến quân đội. Chúng có tên gọi như vậy vì sự tổ chức và kỷ luật của chúng không khác gì một đội quân. Đàn kiến gồm 20 triệu cá thể, bằng một cách kỳ diệu nào đó có thể giao tiếp và cùng nhau hành quân tác chiến, tạo ra một đội quân rộng 20 mét và dài tới 100 mét. Chúng được xếp vào nhóm động vật nguy hiểm nhất khu rừng Amazon vì trên đường đi của mình, mỗi ngày đội quân khát máu này tàn sát hơn 100.000 nạn nhân, bao gồm côn trùng, nhện và cả các loài động vật có xương sống nhỏ. Vì không có tổ nên mỗi khi hành quân đến đâu, chúng sẽ dựng trại ngay tại đó bằng một cách cực kỳ đặc biệt, đó là những con kiến lính sẽ nắm lấy nhau để kết thành một chiếc tổ sống khổng lồ. Thậm chí bên trong chiếc tổ còn có nhiều lối đi phức tạp và các phòng riêng biệt dùng để chứa thức ăn, chứa ấu trùng và phòng riêng của kiến chúa. Ngoài ra, chiến thuật này còn được chúng sử dụng để tạo ra một chiếc cầu sống giúp đội quân có thể đột nhập và làm thịt cả một tổ ong bắp cày. Bên cạnh đó, chúng có một nghi thức rất kỳ quái gọi là vòng tròn tự sát. Không biết vì lý do gì mà một nhóm các con kiến sẽ mặc kệ nắng mưa để chạy quanh một vòng tròn cho đến khi kiệt sức mà chết.